Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 2023. Chúng ta có buổi học tập người đứng trên danh lợi được lợi ích gì. Quý vị nhớ, chúng ta khi nghe được Phật pháp, quý vị nếu như mà đứng trên danh lợi thì hoàn toàn quý vị xoay chuyển được danh lợi. Còn nếu như quý vị đứng dưới danh lợi thì quý vị sẽ bị danh lợi xoay chuyển quý vị. Nhớ, khi cuộc đời chúng ta bị danh lợi xoay chuyển mình, chúng ta sẽ rất dễ rớt vào trở thành một con người tạo tội nghiệp. Tại vì mình bị danh lợi xoay chuyển mình quý vị. Nếu như quý vị đứng trên danh lợi thì quý vị là người tin sâu nhân quả, sẽ không bao giờ quý vị có một cái tâm rằng là cơ hội đã đến rồi, cơ hội tôi kiếm tiền đến rồi, tôi phải nắm bắt cho chắc. Còn nếu như quý vị đứng trên danh lợi thì dù cơ hội kiếm tiền đến rồi, quý vị vẫn nếu cần thiết để cho người khác, nếu người khác cần. Dù là cơ hội đó quý vị kiếm tiền được, nhưng quý vị sẽ đưa cho người khác. Quý vị sẽ không có một chút gì mà bị tiếc nuối hết. Vì sao? Quý vị đứng trên danh lợi là người đứng vào vị trí tinh sâu nhân quả. Nhớ nha quý vị, một con người dù làm bao nhiêu việc thiện, tu tập bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm, quý vị phải đứng trên danh lợi. Nếu như quý vị đứng dưới danh lợi, chắc chắn quý vị không thể nào quý vị là người tu giải thoát được. Vì đứng dưới danh lợi làm sao tu giải thoát được. Quý vị bị tài sắc danh thực thì buộc ràng dẫn quý vị đi, thì không thể nào quý vị hướng đến giải thoát. Nhớ kỹ chỗ này nghe quý vị. Nên muốn tu hành giải thoát là phải đứng trên danh lợi. Khi một người đứng dưới danh lợi, quý vị sẽ dễ rớt vào trở thành một con người hèn mọn. Sẽ rất nhiều thủ đoạn, gây dựng nhiều thủ đoạn, tạo nhiều thủ đoạn, nên trở thành người hèn mọn. Vì sao? Đứng dưới danh lợi. Nên những đức nói rằng chúng ta phải tập đứng trên danh lợi. Bản thân những đức đi tu càng ngẫm nghĩ sâu sắc thì càng tin lời của Phật dạy 100%. Phật dạy càng bố thí thì càng nhiều. Bản thân những đức khi có tiền, những đức rất muốn làm được những việc đem tiền đưa ra đấy quý vị. Tại vì những đức tin vào cái chỗ khi mình tích tài là tích tai họa. Nên tiền bạc có được thích giải rộng ra, đưa ra. Nên quý vị để ý thấy những đức rõ ràng là những đức khi có tiền, những đức rất thích làm việc này việc kia cho công chúng, làm hết. Tại vì sao? Vì danh lợi mình phải đưa ra. Thì danh lợi mình nó càng lớn, càng lớn mình càng đưa ra, thì đời đời kiếp kiếp danh lợi đến với chúng ta, xài hoài xài không hết. Vì mình đứng trên danh lợi quý vị. Khi mình đứng trên danh lợi, mình sẽ giải quyết danh lợi để giúp được cho nhiều người trong cái cuộc đời này. Vì mục tiêu của mình tu là mục tiêu giải thoát. Nếu như chúng ta đứng dưới danh lợi thì không thể nào quý vị giải thoát được. Và tu càng lâu thì quý vị sẽ bị danh lợi buộc ràng. Bản thân quý vị sẽ đi vào thế cục, rồi cuối cùng cuộc đời quý vị sẽ hai bàn tay trắng, đa phần tạo nghiệp. Vì sao? Phước báo nhân thiên, nhưng không vượt qua danh lợi thì quý vị sẽ đi vào tam đồ ác đạo là chắc chắn. Ấn Độ ngày nói rằng đời này bạn tạo phước cực kỳ lớn, bạn không vượt qua được danh lợi thì phước báo bạn rất lớn đi chăng cũng là phước báo nhân thiên. Đời thứ hai bạn hưởng phước cõi người hoặc cõi trời,
đời thứ ba của bạn chắc chắn đọa tam đồ ác đạo. Nên một người niệm Phật muốn sanh cực lạc là quý vị phải đứng trên danh lợi, để sử dụng danh lợi, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho chúng sanh, thì cuộc đời tu hành của quý vị mới thật sự có kết quả. Khi một người đứng trên danh lợi, quý vị sẽ rất an vui và tự tại. Khi một con người đứng dưới danh lợi, bạn sẽ rất bất an, rất lo âu, rất sợ hãi. Vì sao? Vì bạn đứng dưới danh lợi, khi bạn được có danh và có lợi, bạn sẽ bị bất an, sợ bị người lấy. Bạn sẽ tìm mọi thủ đoạn, cách này, cách kia, cách nọ để giữ gìn, giữ cái danh lợi. Nên bạn rất sợ hãi, bạn rất lo âu, bạn trở thành một con người bận tâm rất nhiều thứ. Bạn hãy coi câu chuyện của Tào Tháo. Tào Tháo rất thông minh, rất giỏi, nhưng Tào Tháo đứng dưới danh lợi, nên cả đời của Tào Tháo rất là nghi ngờ. Tào Tháo dùng rất nhiều thủ đoạn để chinh phục người khác, nhưng cuối cùng Tào Tháo không chinh phục được bản thân của mình. Đến khi Tào Tháo gần chết, Tào Tháo còn tính ra là phải xây cho ông 72 phần mộ. Trong 72 phần mộ đó sẽ có một phần mộ thật cho ông, vì ông sợ khi hiện đời ông đắc tội rất nhiều người, sợ người ta lật mộ ông. Chết rồi, thân cát bụi trả về cho cát bụi. Một con người này nghĩ mình thông minh vô cùng, tột đỉnh, nghĩ ra cái việc xây cho mình 72 phần mộ. Nhưng quý vị coi cát bụi trả về cho cát bụi, tại sao lại nghĩ như vậy? Vì ông đứng dưới danh lợi, quý vị thông minh nhưng chưa có tâm giải thoát, nên đứng dưới danh lợi. Nên mỗi một người nghe đạo biết tu, quý vị phải đứng trên danh lợi. Cả đời như Đức sẽ gầy dựng đứng trên danh lợi. Đến chí vị, tiền bạc vật chất làm gì cho chúng sanh? Tiền bạc vật chất đưa ra càng sớm càng tốt. Vì sao? Vì cơn vô thường đến bất tử chúng ta chưa làm được, chúng ta sẽ rất phiền phức, bị trở ngại. Nên những đức thường nhắc mình, tạo cái mà bản thân mình cầm theo được. Không thể nào tích trữ cái mà cuối cùng chúng ta thành ra cái nghiệp chướng, chướng đạo giải thoát của chúng ta. Hồi nãy như Đức ngồi thì suy nghĩ mình phải đứng trên danh lợi. Thì những Đức lấy cái đề học này chia sẻ với quý vị. Chiều nay còn 15 phút nữa, 6 giờ thì những Đức chia sẻ Phật pháp ở bên Đạo Tràng 3 mỗi tuần. Nhưng chiều nay những Đức có công việc sắp xếp một số nhân sự ở trong chùa rất cần thiết, sắp xếp nhân sự một số việc rất quan trọng, nên chiều nay những Đức không có giảng buổi chiều. Nên những Đức chia sẻ bài Phật pháp này thì cũng như còn 15 phút nữa 6 giờ những Đức cũng đưa lên cái trang trực tiếp cho quý vị mỗi ngày đều được nghe. Đó là gì? Những Đức nói với cái chú làm phim, nói rằng phải giữ uy tín. Chúng ta thành công như ngày hôm nay là do uy tín. Buổi giảng không thể nào muốn giảng thì giảng, muốn nghỉ nghỉ được. Nhưng vì đột xuất có những công việc quá quan trọng, những Đức phải tạm ngưng buổi giảng. Và những Đức phải tranh thủ buổi trưa này chia sẻ bài Phật pháp này, gửi đến cho quý vị Phật tử và những người hữu duyên khi được nghe công đoạn này. Thì phải nhớ rằng nếu như chúng ta là người niệm Phật muốn sanh cực lạc, mà quý vị đứng dưới danh lợi, những Đức nói bảo đảm 100% với quý vị sẽ không nhận sanh. Vì sao? Vì quý vị bị danh lợi lôi kéo dẫn đi trước, còn tín nguyện niệm Phật lùi là vì sao? Người đã gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì nhất định phải vượt qua mặt tài sắc danh thực thị, bạn mới dẫn sanh. Tại sao nói niệm Phật được dẫn sanh hay không là do tín nguyện hay không? Tại vì tín nguyện là đi vượt qua mặt hết tất cả tài sắc danh thực thị. Nếu như bạn để tài sắc danh thực thị đi qua mặt bạn, qua mặt tín nguyện, thì làm sao bạn niệm Phật được giảng sanh? Cái này cực kỳ quan trọng quý vị à. Nên niệm Phật giảng sanh, người này phải đứng trên danh lợi. Khi bạn đứng trên danh lợi thì tâm lượng bạn rất là lớn, đối với tiền bạc vật chất bạn rất là nhẹ nhàng. Iran đi lời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng, có phước báo cho người ta xài,
Riêng bản thân mình thì xài cho một phạm vi nào cuộc sống ổn định là được rồi. Còn chúng ta có phước báo cho người khác xài. Vì mình đưa phước báo cho người khác xài, phước báo mình sẽ càng ngày càng rất là lớn. Có nhiều người thì như thế nào? Có phước báo, họ sẽ hoàn toàn để cho họ xài. Họ xài xong họ phải giữ lại, họ phải cất giấu. Lâu ngày họ thành tình chấp về tiền bạc vật chất. Khi tiền bạc vật chất của họ bị hụt một chút, bị giảm một chút, họ bỏ ra một chút tiền cũng như máu, họ không bao giờ bỏ ra được. Họ muốn phải tăng lên, tăng lên, tăng lên. Bản thân những đức làm việc Phật sự ở trong nhà Phật, bản thân những đức đều tùy duyên, có được muốn làm liền, muốn nghỉ liền, muốn làm liền. Mình nghĩ rằng mình là người bây giờ đủ duyên, khi làm một cái gì thì tập trung con người để cùng làm. Đó là cái duyên những đức đủ duyên để làm việc này. Nên bản thân những đức bây giờ khi làm cái gì những đức nêu lên, chúng ta cùng chung tay để cùng làm việc đó liền. Chỉ cần muốn làm là có đủ là được rồi. Còn dư ra phải làm thêm tiếp tục. Không muốn giữ gì sao? Người xưa nói câu rất hay, tích tài là tích tai họa. Lỡ như cơn vô thường đến chúng ta bất tử, chúng ta còn tiền bạc vật chất để chỗ này cắt chỗ nọ, chúng ta bị vướng phải họ tiền bạc vật chất, thì làm sao chúng ta siêu thoát được quý vị? Chỗ này rất là nguy hiểm. Nên lúc Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, ngài giảng pháp, có một vị rất thích ngài mà câu chuyện này những đức thường kể. Vị này thích Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, dẫn ngài đến để mà coi châu báu của cải của ngài cắt trong tủ bảo hiểm. Khi mở tủ bảo hiểm ra, Hòa Thượng Tịnh Không coi, ngài nói: bộ ông có bao nhiêu đây sao? Thì vị này kinh ngạc, tưởng nó Hòa Thượng Tịnh Không: ngài có nhiều dữ lắm. Thì lúc đó ông hỏi rằng: ô, bộ Hòa Thượng có nhiều lắm à? Hòa Thượng Không nói: tôi có nhiều lắm. Bây giờ ông có của cải vật chất ông để trong tủ bảo hiểm này, lâu lâu ông đến ông mở tủ bảo hiểm ra, ông nhìn ngó sờ mó, sau ông đóng tủ lại ông cắt. Bây giờ tôi đi đến tất cả những tiệm vàng bạc đá quý, tôi cũng kêu người ta mở cho tôi coi, tôi nhìn tôi coi, coi xong rồi tôi để lại bản thân tôi, không có cầm gì theo, gì thì cũng như của tôi. Tại sao ông học Phật mà ông khờ như vậy? Tại sao ông không tạo cái ông cầm theo được, mà ông đi để cái mà ông không cầm theo được? Ông này nghe một cái sửng sốt vô cùng. Đúng rồi, cái này mình đâu có cầm theo được đâu. Một hơi thở thở ra không hít vào, mình đâu có cầm gì theo được đâu quý vị. Nên những đức thường nhắc mình, dù làm Phật sự, làm việc lợi ích cho mọi người, nhưng hoàn toàn phải tùy duyên. Khi những đức làm một việc gì, những đức nêu lên, ai làm cũng làm thì thôi. Còn bản thân những đức không bao giờ dùng quá nhiều phương tiện, hoặc là những đức phải dùng cách này cách kia để những đức phải kiếm tiền, để những đức làm việc thiện. Không, cả việc thiện cũng phải tùy duyên. Tại vì sao? Mình phải đứng trên danh lợi. Nếu như mình đứng dưới danh lợi thì mình dùng quá nhiều cách, sau này mình thành bệnh. Bệnh gì? Bệnh thủ đoạn. Cách này cách kia cách nọ, mình dùng quá nhiều cách, bản thân chúng ta sẽ bị danh lợi quay lại hại ngược mình. Nếu như cả đời như vậy, đến khi tuổi già, bản thân chúng ta sẽ không đủ cái trí tuệ để mà vượt qua danh lợi, thì phải làm sao đây? Làm sao niệm Phật giảng sanh đấy quý vị? Nên cái việc niệm Phật giảng sanh là việc cực kỳ quan trọng. Nên trong cuộc đời chúng ta gặp được một người chân thật nhiệt tình đem Phật pháp chia sẻ cho chúng ta, và có cơ hội tu phước tu duyên, thì chúng ta nên chân thật cố gắng mà làm. Vì tạo cái mà để bản thân chúng ta cầm theo được. Bây giờ thôi, những đức đã đặt 50.000 chiếc máy niệm Phật tặng lễ viếng Bồ Tát 19 tháng 2. 19 tháng 2 Quan Âm, lễ viếng Quan Âm chắc chắn số lượng người sẽ cực kỳ đông, có chừng sẽ đi đến cái số lượng mấy chục ngàn người, gần 50.000 người là chắc chắn, có chừng khó. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 2 ngày 1 ngàn lại, nằm vào 18 tháng 2, 19 tháng 2, 2 ngày. Và 2 ngày tổ chức lễ viếng Quan Âm đó, chúng ta sẽ có thêm chương trình buổi sáng. Đó là buổi sáng thì chúng ta tu tập như ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, buổi chiều thì lễ Quan Âm, để cho quý vị đi đến 2 ngày xứng đáng vô cùng cái chuyến đi của quý vị. Và ngày cuối cùng là 19 tháng 2 buổi chiều, chúng ta sẽ tặng mọi người một chiếc máy niệm Phật. Đây, chiếc máy niệm Phật những đức đang đeo này quý vị, là những đức đang đặt
50.000 cái máy niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta, mỗi người khắp nơi nơi chúng ta, ai thấy có điều kiện, chúng ta cùng chung tay để chúng ta làm máy niệm Phật để tặng cho người. Và những đức sẽ đặt 3.000 bộ tượng Phật. Không biết họ làm kịp hay không, nhưng những đức sẽ đặt 3.000 bộ tượng Phật để tặng ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. 3.000 bộ tượng Phật là thành 9.000 pho tượng, quý vị ạ. 9.000 pho tượng. Mỗi một pho tượng chúng ta hiện tại đặt là như một bộ tam thánh là khoảng 1 triệu hoặc hơn 1 triệu. Thì chúng ta sẽ đặt 3.000 bộ. Đây là toàn là những công việc chúng ta dựa vào những ngày lễ để mà gỡ tặng cho những quý Phật tử về chùa tu tập để gia đình họ có một bộ tượng và chỉ họ một phương pháp tu. Những đức rất mong rằng là mỗi gia đình đều có thờ ngôi Tam Bảo và có thờ khóa tu, mãi mãi họ truyền lại cho con cháu của họ, gia đình có thờ ngôi Tam Bảo, có thờ khóa tu, và họ mỗi ngày nghe những đức giảng, cuộc sống của họ an lạc vui vẻ, con cháu nhìn từ đó mà ảnh hưởng Phật pháp, nên gia đạo từng đời ảnh hưởng Phật pháp. Những đức nói rằng gia đạo quý vị từng đời ảnh hưởng Phật pháp thì gia đạo quý vị sẽ thịnh. Nếu như thật sự nghe Phật pháp dạy thật 100%, tin sâu nhân quả, không dám dùng những thủ đoạn này thủ đoạn kia đến với mọi người, sống chân thật thẳng đáy lòng của mình, thì những đức nói rằng quý vị học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Càng học Phật càng vui. Vì sao? Vì mình có phương hướng giải thoát, quý vị. Mình có phương hướng giải thoát. Nên nhớ kỹ, tu hành mục tiêu là phải gây dựng tâm giải thoát, phải nuôi dưỡng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Giải là hiểu được cuộc đời vô thường, thoát là không bị những thứ phiền não ở trong cuộc đời này buộc ràng làm mình khổ đau. Đó là giải thoát. Nên cái giải thoát của Phật pháp dạy là hiện đời tu, hiện đời giải thoát, chứ không phải rằng đợi tới khi chúng ta chết đi rồi chúng ta được Phật rước là giải thoát. Mà cái giải thoát trong nhà Phật là hiện đời vì đang tu, là hiện đời vì được lợi ích. Nên khi quý vị đứng trên danh lợi, bản thân quý vị sẽ có tâm giải thoát cực kỳ mạnh. Còn nếu như quý vị đứng dưới danh lợi, bản thân quý vị sẽ không có tâm giải thoát. Và làm việc trong cuộc đời này, làm việc trong Phật pháp, quý vị sẽ luôn luôn tin vào cái việc hên xui. Còn nếu như quý vị đứng trên danh lợi, bản thân quý vị sẽ luôn luôn tin nhân quả, chứ không phải nói cái câu hên xui. Những đức làm việc trong nhà Phật, những đức thấy rõ ràng mỗi việc mình muốn làm là đều làm được, vì niệm niệm hoàn toàn toàn tâm toàn ý vì người, hết lòng hết dạ vì người, nên những đức làm lúc nào cũng được thành công. Từ khi những đức đi tu tới bây giờ là những đức thấy số mệnh bản thân những đức hoàn toàn được thay đổi, và là nghĩ thiện làm thiện, mà những đức phải tập mình hoàn toàn phải đứng trên danh lợi. Từ hôm nay phải gầy dựng mình đứng trên danh lợi nhớ. Nên trong nhà Phật dạy bố thí, phải có tâm bố thí, tài thí pháp thí vô ý thí, chân thật mà làm. Khi một người phước báo càng dày thì cái việc tu hành quý vị phải càng có tâm buông xả, xả từ tài thí pháp thí vô ý thí, phải chân thật mà làm. Tài thí thì giàu sang phú quý, của cải đầy đủ thì quý vị sẽ dễ tu hành, dễ làm việc thiện, dễ hướng dẫn tu, dễ tu pháp duyên. Pháp thí chân thật mà làm pháp thí sanh trí tuệ. Khi có trí tuệ chúng ta mới nhìn nhận được cuộc đời vô thường, nhìn nhận được việc đúng việc sai trong cuộc đời. Vô ý thí là phóng sanh, ăn chay, thì chúng ta sẽ luôn luôn được bình an, bình tĩnh. Có người thường bất an, lo âu, sợ hãi là con người này là do gì sát sanh, hại vật làm chúng sanh sợ hãi, nên họ đi vào trạng thái, rớt vào trạng thái là lo âu, sợ hãi, bất an. Nên quý vị phải nhớ những điều này. Tại sao những đức ngồi xuống chia sẻ Phật pháp thao thao bất tuyệt? Vì pháp thí nhiệt tình làm. Tại sao những đức thường bình an bình tĩnh, vô ý thí ăn chay phóng sanh? Vì sao đi tu số mệnh thay đổi mau như vậy? Vì tài thí chân thật mà làm. Dù là chúng sanh khắp nơi nơi cúng dường nhưng dám làm, chân thật nhiệt tình làm, rủ người làm, nghĩ phương pháp tốt để rủ người làm. Cái gốc có người này làm thì quý vị mới làm được, không có người này làm sao bị làm được. Nên từ nơi đó mình gặp được người tu phước tu duyên đúng mục tiêu để đem Phật pháp giới thiệu, để thịnh pháp trong cái thời cuộc chúng ta khi còn thể thế. Việc này là việc quan trọng nhất. Nên mục tiêu của những đức là gì?
đặt tượng Phật tặng cho từng nhà, chỉ người ta một phương pháp tu. Phật tử đi về chùa mình đều gia đình có phương pháp tu, có điều hộ niệm. Nhiều sáng này Như Đức mới thu âm được cái công đoạn mà những người già yếu quý vị ngồi trên ghế, khi niệm điệu hộ niệm thì tới giờ tới đoạn xá xuống. Thì Như Đức nghĩ rằng cứ ngồi hoài vì người già sẽ rất là mệt mỏi, nên Như Đức xá xuống để họ xá theo đến gì, máu bơm lên não họ, người họ tỉnh táo. Nên Như Đức nghĩ ra nhiều cách cho người già yếu cũng được, ngồi trên ghế mà cũng được, tu được, cũng xá Phật được. Rồi công đoạn mới vào thì Như Đức niệm Phật vài câu chậm chậm, như cùng với họ, như trong chùa, lấy từ khóa này mà tu. Rồi xong Như Đức nói chuyện một chút, rồi xong mới vô cái thời khóa Như Đức ngồi niệm điệu hộ niệm để cho họ cùng tu Như Đức. Xong rồi Như Đức hồi hướng gọn nhất: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Để chi? Tại vì họ già yếu rồi, bây giờ không niệm Quan Âm, không niệm Đại Thế Chí, không niệm thêm nữa, mà chỉ cho họ một câu Phật hiệu thôi, để cho họ tâm tư của họ hoàn toàn nhớ chỉ có một câu Phật hiệu. Như vậy thì giúp ích con đường giảng sanh của họ càng cao. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, mỗi một người nghe đạo biết tu phải đứng trên danh lợi, đừng nên đứng dưới danh lợi. Quý vị nhớ, đứng dưới danh lợi rất dễ rớt vào, còn một con người hèn mọn, thủ đoạn, suy nghĩ nhiều cách, tác hại rất lớn cho quý vị, về sau khó thế nào thành tựu con đường giảng sanh. Quý vị phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật vượt qua tất cả, và luôn luôn tin sâu nhân quả, thì con người quý vị sẽ không bao giờ buồn, không bao giờ khổ, và lúc nào quý vị sống cũng vui, vì quý vị tin sâu nhân quả, không trách hờn ai. Dù mình đến với ta hết lòng hết dạ cỡ nào, nhưng không trách hờn. Vì sao? Tin nhân quả. Những gì hôm nay mình gặp quả là mình biết nhân, những gì hôm nay mình tạo nhân là mình biết quả. Nên người tu hành đừng bao giờ sợ thiệt thòi, đừng bao giờ sợ thiệt thòi. Thiệt thòi là phúc, nhớ kỹ. Gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời kiên cố, khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Du dương hương hòa lan thơm ngát, con quỳ xin cung kính đấng vô lượng quang minh, chí niệm con khẩn thiết kiếp này tu vãng sanh. Con lên chùa dâng hoa mừng vía Đức Di Đà, đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trăng sáng quá, sen vàng trên sen trắng thắm tươi là sen tắm, chí thành con dâng cung đóa sen lòng bao dung. Thắp lên ngàn ngọn nến sáng tươi một vùng trời, niềm vui rộng lệ mừng lòng con với nghiệp chướng. Hướng lên ngài chim bay thiết tha chỉ niệm ngài, diêu con qua phong ba, nhớ mãi lời thầy dạy, thưởng thức mà hành trì liền tan đi tà ý. Chiều con tim tràn ánh sáng đao vàng, con muốn làm chuông vàng.
nhẹ niềm siêu thoát, mong gọi ai tỉnh giác, hãy quay về nơi đây, thấy nguồn vui chánh pháp, phá tâm thành quy y. Đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trăng sáng quá, sen vàng trên sen trắng, thắm tươi là sen tâm, chí thành con dâng cúng, đóa sen lòng bao dung. Chương hướng lên ngài chim bay, thiết tha chỉ niềm ngài diều con qua phong ba, nhớ mãi lời thầy dạy, thưởng thức mà hành trì liền tan đi tà ý. Đêm nay chiều con tim tràn ánh sáng vàng, con muốn làm chuông vang lan nhẹ niềm siêu thoát, mong gọi ai tỉnh giác, hãy quay về nơi đây, thấy nguồn vui chánh pháp, phá tâm thành quy y. Chánh pháp phá tâm thành quy y. Khắp nhân loại chờ mong tháng 11 trăng vàng, chúng con đồng hướng vọng lễ vía Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nước Cực Lạc trời Tây, gió hiền hòa thanh bình, pháp âm thường vang vọng, rực sáng đài sen muôn màu. Hạnh nguyện là đường học tu về nước Phật A Di Đà, nên nhớ tâm thường niệm Nam mô A Di Đà Phật, kính lạy ngài vô lượng thọ từ bi, vô lượng quang trí tuệ, vô lượng công đức an lành. Hôm nay chúng con nương về cõi tịnh độ là đây, pháp nhiệm màu soi đường, chúng con đồng tu học niệm đức Phật A Di Đà.
đã Phật khắp nhân loại chờ mong tháng 11 trăng vàng, chúng con đồng hướng vọng lễ vía Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nước Cực Lạc trời Tây, gió hiền hòa thanh bình, pháp âm thường vang vọng, rực sáng đài sen muôn màu. Tín hạnh nguyện là đường học tu, về nước Phật A Di Đà nên nhớ tâm thường niệm Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Ngài vô lượng thọ từ bi, vô lượng quang trí tuệ, vô lượng công đức an lành. Hôm nay chúng con nương về cõi tịnh độ là đây, pháp nhiệm màu soi đường, chúng con đồng tu học niệm đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao cứ mãi khổ đau, ấp ôm tháng năm u sầu, tìm đâu yên bình thế gian. Nửa đời mà con kiếm tìm, điều chỉ mong cầu mỗi đêm, lắng nghe những tiếng thở dài, lòng con bao nỗi niềm biên tan. Tình thương bao la đất trời đều có khắp mọi nơi, mà con vẫn cứ mong đợi, điều chi tháng ngày tối tăm. Từ tay con thắp ánh đèn, rọi soi tháng ngày tối đen, để cho chính con tìm lại, tìm lại chính con giữa đời u mê. Tình yêu trong con chứa bao thiện lương, thiện lương để con hướng
dẫn đường cho con.
Nam Mô A Di Đà Phật. Phật sư có ra lời thề, mở rộng thêm bằng là quê. Vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê, Phật giang đón đưa ta về. Cõi Tây ấy không luôn hồi, vậy người ơi mau về thôi. Niềm thông suốt khi đi ngồi, để ưu não không đâm chồi, tòa sen bao ta lên. Đà Phật, người ơi hãy mau tình lòng, đừng để cho tâm chảy rong. Vì con đắm mê danh vọng, từ sanh ấy luôn quay vòng, lạc bàng nữ không sanh đau. Cho những ai niệm Phật được thân thế luôn bình an, được tâm ý luôn thanh nhàn, vượt gian khó trong muôn ngàn, lòng ưu não mau phai tàn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và đây từ khi mà con biết về chùa thì tất cả đạo, tất cả Phật tử chúng con đều là cái pháp môn tịnh độ của thầy làm cho chúng con theo mà hành trì thì rất là hạnh phúc mà an lạc. Cái ngay cái lễ dưới Đức Phật A Di Đà này, Phật tử chúng con hội tổ về đây rất là đông. Con rất là hoan hỷ và rất là mừng khi cái pháp môn tịnh độ này rất là thù thắng ạ. Con xin là gửi một cái thông điệp với tất cả Phật tử gần xa, hãy tập trung về một cái ngôi Tam Bảo, pháp môn niệm Phật cũng như là chỗ thầy Thích Nhân Đức để mà tu tập, để có một cái niềm an lạc cũng như sau này chúng ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thúy, pháp danh là Diệu Thành. Hôm nay con thật là có duyên lành được về đây dự pháp hội viết Đức Phật A Di Đà 3 ngày do thầy Thích Nhận Đức tổ chức ạ. Con hiện giờ này đây con rất là hạnh phúc khi được cầm chiếc đèn bông sen này được dâng lên Đức Phật A Di Đà để cho chứng minh lòng thành của chúng con, và nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn tất cả chúng con về Tây Phương Cực Lạc. Để được tham dự pháp hội này thì con cảm ơn trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, Ngài đã xây lên những ngôi nhà già lam thanh tịnh và trang nghiêm để chúng con được về đây tu tập. Nguyện cho Ngài có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài để cho chúng con được nương nhờ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tất cả mọi người. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi ngày đầu tiên được dự pháp hội thì mình thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, và thực sự là trong tâm của mình cái niềm tri ân tới Hòa Thượng, tới Thầy rất là lớn, không có thể cái gì mà có thể đền đáp hơn được. Nhờ có Hòa Thượng xây chùa, nhờ có Thầy đứng ra tổ chức như vậy thì tất cả những Phật tử giống như là mình nói chung và tất cả là Phật tử nói riêng thì mọi người có một cái nơi để tu tập, có một nơi để bồi dưỡng cái lòng từ, bồi dưỡng cái tâm và cái đạo đức của mình, hướng cái tâm, cái thiện của mình ngày càng nó đi sâu hơn và đi vào một con đường chắn phép, biết chắn tà và biết quy về chấn để mình tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng tâm. Cái ơn đức này không thể nào mà nói hết, và mình thấy rất là vui và đã được là một trong tất cả nhiều Phật tử là được tham dự lễ bữa vía hội ngày đầu tiên cũng như là trong 3 ngày liên tiếp. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật ạ. Con cảm nhận là cái pháp hội Đại Cầu Siêu này rất là thù thắng, tại vì chúng con là từ ở miền ngoài vào đây và nghe tới thầy đã tổ chức Đại Pháp Hội 3 ngày lễ. Cảm xúc của chúng con không thể tả được, không thể nói được bằng lời. Trước hết là con xin tri ân Hòa Thượng Thích Quảng Hiền, người đã xây dựng mái nhà Lam để cho chúng con về đây tu tập. Và con xin tri ân thầy Nguyễn Đức là người quản chúng, đã dìu dắt chúng con đến bến bờ giác ngộ và đưa chúng con về đây tu tập. Nói về Pháp Hội Đại Cầu Siêu này thì con không thể dùng để nói hết được bằng lời. Tại vì cũng như thầy Nguyễn Đức giảng, như là chúng ta đang uống nước nóng thì chúng ta cảm nhận được nước nóng, và uống nước lạnh thì chúng ta cảm nhận được nước lạnh. Cho nên là con rất rất là vui ạ. Mỗi khi thầy tổ chức Pháp Hội, bất kể Pháp Hội Vía Phật Di Đà hay là Vía Phật Quan Âm hay là bất kể một cái đại lễ nào, thì chúng con từ ở miền xa, từ ngoài Hà Nội chúng con cũng vào đây. Và lần này đoàn chúng con vào đây là tất cả được 75 người ạ. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Tú Trinh, pháp danh là Diệu Tuyết, con ở Bình Dương. Hôm nay được nhân duyên lành, rất là lành. Con về con dự Đại Pháp Hội Vía Phật A Di Đà. Cảm xúc của con khi được thắp đèn hoa sen là con rất là cảm xúc, rất là xúc động. Rất là cảm ơn Phật A Di Đà đã cho con một cơ hội để con về với cảnh giới của Ngài. Mà đó là công đức, công ơn của thầy Thích Nhuận Đức đã dạy cho con cái pháp này và truyền cho con. Con có lòng tin thầy là cái đầu kéo rất là mạnh để cho con tiếp sức cho con, để mà con niệm Phật, phát nguyện về cảnh giới của Phật A Di Đà. Hôm nay được đứng trong pháp hội thắp đèn hoa sen á, cái đèn hoa sen đó là để tiếp dẫn mình về cực lạc đó. Cho nên con rất là xúc động, con rất là biết ơn trước tiên là Đại Lão Hòa Thượng đã xây dựng chùa cho chúng con, kế tiếp đó là thầy Nhuận Đức đã truyền được cái pháp tu cho con, để con có lòng tin, con có lòng tin để mà con cùng thầy quyết chí một đời này giảng sanh cực lạc quá. Dạ, A Di Đà Phật. Mình đến đây chùa của thầy Nhuận Đức, mình đã theo được 3 năm. Và sự mong muốn của mình cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều biết đến chùa của thầy Nhuận Đức để mà tu hành, là sự ao ước của mình là khi được tất cả mọi người đến chùa của thầy Nhuận Đức để cùng nhau niệm Phật, để theo cái pháp môn của thầy Nhuận Đức dạy là pháp môn tịnh độ, để niệm Phật cầu được vãng sanh. Mình luôn luôn mong muốn tất cả các mọi người trên khắp mọi nơi đều đến đây để tu tập. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lần này dự cái pháp hội Vía A Di Đà này thì thực sự là trong lòng là rất nhiều cảm xúc. Thứ nhất là cái lượng Phật tử về tham dự cái pháp hội để cầu an cầu siêu cho mọi người thì rất là đông, đông nhất là từ trước tới giờ luôn. Và thứ hai nữa là một cái pháp hội mà mặc dù là số lượng người rất là đông, nhưng mà cái sự mà thanh tịnh trang nghiêm, mọi người thành tâm thành ý để mà hướng tâm vào cái việc tu tập, rồi cầu nguyện cho cả những người còn sống và cả những người đã mất, rất là chân thành. Nên là cái từ trường của pháp hội là chúng con cảm nhận là vô cùng là cảm xúc, vô cùng là thanh tịnh trang nghiêm. Và sau một buổi dự pháp hội xong á, thì thực sự là tâm trạng bây giờ của chúng con là rất là an lạc, an vui và vô cùng nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng là mãn nguyện, viên mãn. A Di Đà Phật. We'll be right back.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.